Thanh Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Hôm nay trong tập 401, xin gửi đến quý vị chủ đề khổ quá, chuyện giả chùa, giả sư, giả mồ côi. Trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, Thanh Việt xin được gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và bạn sự như ý đến quý vị trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Thưa quý vị, Ngày hôm qua Thanh Việt à, dành chọn cái chương trình Tròn à, Chỉnh 400 để nói về cái chủ đề mà Thanh Việt gọi rằng không có tròn chỉnh một chút nào hết. Đó là cái câu chuyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số thành viên theo cơ quan công an tỉnh Long An à, là từ gia đình nhà họ Lê tại Long An. Thì à, ngày hôm qua họ đã phát đi cái tín hiệu là ai là những người mạnh thường quân đã từng đóng góp tiền vào cho bên gia đình nhà họ Lê thì hãy đến gặp trực tiếp cơ quan công an tỉnh Long An và để phục vụ cho cái việc điều tra mở rộng thì như thân việc trình bày và cái người công an đại diện đã trả lời trên điện thoại để khẳng định lại những điều mà Thanh việc trao đổi với quý vị sáng ngày hôm qua là hoàn toàn đúng. Để làm gì quý vị? Để định khung. Cơ quan công an tỉnh Long An đang muốn định khung, khung hình phạt nào đó quý vị. Và muốn xem xét các cái yếu tố, các hành vi vi phạm theo điều 174 bộ luật hình sự của gia đình họ Lê. Tại sao mà lại định khung, định khung hình phạt? Thì thưa quý vị, trong điều 174, cái khung hình phạt đó quý vị, nó sẽ dựa vào cái số tiền mà những người này à, theo cái ý kiến của cơ quan công an tỉnh Long An đã, đã đi lừa đảo của các mạnh thường Quốc Rồi tại sao mà họ phải xem xét các yếu tố của hành vi vi phạm? thì à, giống như là những điều 155, 156 về tội vu khống, về tội nhục mẹ đó, quý vị. thì họ đi lừa đảo, họ có có tổ chức hay không? là những quý vị có cố tình hay không? À, đi bao nhiêu người? À, có những đồng phạm hay không thì chẳng hạn như vậy đâu quý vị thì đó là những cái hành động mà họ sẽ xem xét đó là bên của cơ quan công an tỉnh Long An thanh việt muốn chia sẻ cái thông tin này để quý vị biết là cơ quan công an tỉnh Long An đang muốn làm chuyện gì nhưng quý vị và cái quá trình họ làm như thế nào còn cái việc đúng hay sai thì à, tí nữa thanh việt sẽ trình bày với quý vị cái quá trình làm thế nào để chứng minh một người đem những cái thông tin giả để lừa đảo người khác trên cái vấn đề từ thiện thì hiện nay đó bên cơ quan công an tỉnh long an à, đang thực hiện những cái việc gọi là liệt kê cái số tiền mà mỗi cá nhân trong gia đình họ lê đã nhận được từ mạnh thường quân nghĩa là sao nghĩa là họ muốn biết rằng khi mà mạnh thường quân đi ra để à, làm đơn tố giác thì à, phải kê khai là mình đưa bao nhiêu tiền là câu chuyện thứ nhất. Câu thứ hai là đưa tiền chuyển khoản vào cho ai. Và câu thứ ba là họ đã uh, nghe những câu chuyện gì mà để họ uh, đưa tiền cho cái uh, nhóm người ở bên uh, gia đình ông họ Lê. Tại sao mà lại phải đi theo từng cá nhân mà nó không đi tổng số tiền của cái gia đình họ Lê đã nhận được. Thì thưa quý vị, khi mà đem ra tòa xét xử một cái vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì mình, mỗi một cái cá nhân họ có một cái lừa đảo khác nhau dù trong một nhóm. Nhưng quý vị, thì ở đây người ta phải dựa trên cái khung hình phạt là nhận được bao nhiêu tiền. Nhận càng nhiều tiền hay lừa đảo càng nhiều tiền thì cái năm tù sẽ càng cao. Đó là cái công việc mà cơ quan công an tỉnh Long An đang đi làm. Nhưng quý vị, nói vậy để chúng ta hiểu rõ một câu chuyện gì? Hiểu rõ một câu chuyện là cơ quan công an tỉnh Long An xem như đã khẳng định 100% gia đình họ Lê phạm tội chiếm đoạt tài sản. Nhờ quý vị, từ vì cái công việc họ đang làm đó quý vị và họ gọi những mạnh thường quân là những người bị hại thì có bị hại có nghĩa là có người gây ra sự việc đó. Nếu quý vị, có bị hại thì chắc chắn phải có người gây sự việc. Mà có người gây sự việc có nghĩa là mình đã khẳng định những người này là phạm tội. Nhà quý vị, là phạm tội. Là tình nghi bị phạm tội. Nói chính xác đi nha quý vị, tình nghi bị phạm tội. Thì mới gọi là người bị hại. Còn không, tí nữa Thanh Việt sẽ trình bày với quý vị là tại sao mà Thanh Việt lại rắc rối gọi cái từ mạnh thường quân. Chứ chưa gọi là người bị hại được. Nhưng quý vị, chính xác nó phải gọi là mạnh thường quân chứ chưa phải là người bị hại. Rồi đó là cái lý do tại sao mà người ta cho ba chục ngày để những người mẫu hoạt đóng hoạt mạnh thường quân này đứng ra để tố giác và đưa ra cái số tiền có bằng chứng. Dĩ nhiên là không phải là chúng ta à, thân Việt được biết rằng đại đa số cái số tiền mà gửi về cho bên gia đình họ lê đó quý vị là cái số tiền tập trung từ ở nước ngoài có cái điều nó phiền phức các quý vị là số tiền tập trung từ ở nước ngoài có khi là không gửi thẳng vào trong tài khoản của gia đình họ Lê mà nó lại đi qua một người trung gian và cái người trung gian này, nhân quý vị nhận được từ ở bao nhiêu nguồn tiền và đưa vào như thế nào, đó, đó là một cái câu chuyện, nhân quý vị đó là một câu chuyện. thì bây giờ đó quý vị cái tổng số tiền này mà gia đình họ Lê này nhận được nó không quan trọng. Mà cái tổng số tiền mỗi cá nhân nhận được mới quan trọng. Tại sao? Tự vì cái khung hình phạt thì phải phạt cá nhân chứ không thể phạt đại gia đình đó được. Đúng không quý vị? Mà khi mà phạt cá nhân thì nó phải có cái tổng kê khai từng số tiền. Thì bây giờ đó quý vị, những người ở nước ngoài, người ta gửi tiền về, người ta qua một người trung gian, rồi người ta phải làm chuyện gì quý vị? Khi mà gửi tiền về đó, bà... Thanh Việt nghĩ rằng đại đa số hiện nay không còn giữ cái giấy chuyển tiền nữa. Chuyển tiền theo Thanh Việt được biết từ ở Mỹ về hay từ các nước khác về, người ta hay đi theo một cái con đường gọi là nghĩ rằng hợp pháp nhưng không phải hợp pháp. Có nghĩa là không đi theo qua con đường của nước sở tại như là Western Union chẳng hạn như vậy, mà đi qua những cái chuyển tiền của người Việt thì quý vị sẽ hỏi câu kế tiếp rằng chuyển tiền của người Việt nhưng quý vị là mình còn giữ lại cái giấy tờ gì hay không thì thanh Việt đoán là uh, chúng ta không còn giữ lại cái giấy tờ gì mà không còn giữ lại giấy tờ gì những người mạnh thường quân mà bây giờ nghĩ rằng mình đã bị lừa dối họ sẽ kê khai như thế nào đúng không quý vị sẽ kê khai như thế nào không thể nào mà ông uh, 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 Phạm Văn E hay chị Nguyễn Thị B ở bên Canada chẳng hạn như vậy đi ra bảo nói rằng tôi đã gửi về 2.000 đô Canada vậy thì giấy tờ ở đâu à giấy tờ lúc này là chuyển về cho cô Nguyễn Thị C cô Nguyễn Thị C này không phải là thành viên của gia đình họ Lê nhưng cô Nguyễn Thị C này thì đem cái số tiền đó đưa vào cho gia đình họ Lê như quý vị à, đưa vào cho gia đình họ Lê thì cái tiền đó nó sẽ như thế nào đó là những cái câu chuyện mà thanh việt mong muốn rằng nếu mà cơ quan công an tỉnh Long An đã có đầy đủ các bằng chứng để nhận thấy rằng gia đình họ Lê này à, đưa ra những cái thông tin sai lệch để chiếm đoạt tài sản thì họ phải à, kê khai từng số tiền như thế nào để cho cơ quan công an tỉnh Long An có thể liệt kê ra cho từng người ở trong tỉnh thất nhận được bao nhiêu chứ không phải bây giờ mình lấy tổng số tiền thanh nói việc thanh việc nói ví dụ đi đó. 10 tỷ không lẽ bây giờ trong tỉnh thất đó có khoảng hai chục người đem đủ hai chục người đó ngoại trừ những em bé đó đi tù hết hả à, quý vị đúng không, quý vị hay gì không thể nào những quý vị không thể nào mà nó phải có từng người và cũng không thể nào bỏ tội vào cho cái người đứng đầu chủ căn hộ đó được nhưng quý vị không thể nào bỏ vào cho người chủ căn hộ đó được mà cũng không bỏ vào bây giờ mình à, nói bây giờ bỏ qua cái chuyện mà chuyển tiền mặt đi à, chuyển tiền mặt rồi chuyển qua cái đường à, giữa người Việt với người Việt à, trong nước và ngoài nước rồi qua một cái tay của một người đại diện mà rồi đưa cái tiền đó tới tận tay cho những người ở tỉnh thất à, mà đưa tiền mặt thì bây giờ tính làm sao đây quý vị không có một cái giấy tờ gì hết rồi bây giờ mình đưa một cái chương trình mà gọi là quan trọng hơn có nghĩa là đưa tiền gửi tiền qua một cái con đường chính thống của nước sở tại chẳng hạn như là ở Western Union bây giờ mình gửi sang Western Union Nhân quý vị à thì à, có thể là mình cũng có thể Đấy, cũng có thể thôi nha quý vị nhưng mà cái số lượng này thanh việt nghĩ rất là ít những người việt ở nước ngoài gửi qua con đường chính thống à, à có thể là cái chi phí nó lớn hơn nó nhiều hơn là gửi theo cái đường người việt giữ người việt nhưng mà cũng có người gửi bằng đường western union khi mà gửi bằng đường western union thì người ta có thể đi lục lọi lại cách đây 3 năm cách đây 2 năm mà mình đã gửi bao nhiêu nhưng quý vị mình đã gửi bao nhiêu rồi từ đó nếu mà nó chuyển trực tiếp từ nhà băng qua nhà băng thì lại là một chuyện dễ nữa từ nhà băng qua nhà băng thì chỉ có chuyện chuyển tiền từ nhà băng qua nhà băng từ nhà băng ở bên Mỹ chuyển trực tiếp qua nhà băng tại Việt Nam nhưng thanh Việt à, cho rằng cái chuyện này rất ít quý vị biết tại sao không theo thân Việt nghiên cứu những quý vị vào à, ngày hôm qua thì đã cho thấy rằng cái chi phí mà chuyển tiền nhà băng sang nhà băng từ ở nước ngoài về tại Việt Nam cái chi phí đó hoàn toàn không rẻ gấp à, rất nhiều lần so với cái chuyện mà chuyển thanh Việt phải gọi là mà đóng, Hoặc chợ đen giữa người Việt và người Việt Hoặc và còn nhiều hơn à, Cả cái tiền Lệ phí mà gửi bằng Western Union Vì vậy Chúng ta không thể nào đơn phương Đi đến bảo à, Anh công an ơi Tôi à, gửi về 3.000 đô này. à, Anh công an ơi tôi gửi về 2.000 đô nè Vậy thì bằng chứng ở đâu Nhưng quý vị nếu mà công an tỉnh Long An Không có đầy đủ bằng chứng Thì không thể nào Nhưng cái vị có thể liệt kê vào cái danh sách cho tiền được. Không đơn phương mà làm như vậy được. Đó là cái câu chuyện mà Thanh Việt muốn chia sẻ với quý vị để thực hiện những cái công việc như thế này. Nó phải rõ ràng. Bây giờ mình nói đến cái chuyện mà à, tại sao mà Thanh Việt không gọi là mạnh thường quân, à sao lại gọi không gọi là người bị hại, mà lại sàm xí sọ gửi mạnh thường quân. Trước khi nói về câu chuyện này thì Thanh Việt cũng à, xin được có gửi đến quý vị cái lời bình luận của một vị khán giả có bình luận về cái câu chuyện rằng thanh việt phóng sự hay kênh thanh việt phóng sự là một kênh phản động với cái bài ngày hôm qua thì đây là một cái bình luận khá thú vị khi mà nói về cái bài ngày hôm qua thanh việt nói về trả lời một số cái thắc mắc câu hỏi ở trong cộng đồng mạng về cái thông báo của công an huyện Đức Hòa và nếu mà thân việt giải thích phân tích những cái lập luận có hiện tại trên mạng xã hội về cái thông báo của công an huyện đức hòa mà cái vị khán giả đó lại cho rằng kênh này là kênh phản động và những lời thân việc giải thích thì nó lại rất là giống y hệt như cái vị công an đại diện của công an tỉnh long an mà người mà tiếp nhận những cái uh, uh, mạnh thường quân thông báo tố cáo là mình bị lừa bao nhiêu tiền bởi các thành viên của tỉnh thất đó quý vị cái lời Thanh việc giải thích thì y chang như anh công an đó. Vậy thì cái vị đó mà lên nói rằng Thanh Việt nói những lời phản động. Nhưng quý vị, à, thì không lẽ là mình nói cái anh công an đó cũng phản động luôn? À, hay lạ đó. Cái đó là quá lạ luôn quý vị ơi, quá lạ. Vì vậy mà Thanh Việt chỉ có kết luận rằng cái vị này không có nghe. Nhưng quý vị không nghe. Không nghe và chỉ có vô thấy rằng, à, cái tựa đề đó là cái... Uh, À, ông lão thành Việt này à, một múi bụng vệ này đang nói về cái chuyện mà hình như là binh vực thì em à và binh vực thì em là phản động thế mới hay chứ quý vị thế mới hay Tại vì à, người đó chỉ có nghĩ một cái chuyện là một là tấn công cá nhân hai là binh vực cá nhân chứ không bao giờ binh việc binh vực sự việc vì vậy nên không thoát ra khỏi được cái vấn đề là Ồ sao cái lão này giờ này mà vẫn còn binh vực các cái cá nhân của thiền em vậy? Hoàn toàn là không. Chỉ binh vực hành động và cái hành động của họ à, được liệt kê đúng hay sai trong cái việc tố tụng Chỉ có vậy mà thôi. Nhân quý vị, chỉ có vậy mà thôi. Rồi, để tiếp tục, Thanh Việt xin được giải thích tại sao mà phải dùng cái chữ mạnh thường quân mới đúng ở ngay cái giai đoạn này dễ lắm thưa quý vị, quý vị có tưởng tượng một cái trường hợp lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cứ tưởng tượng cái trường hợp đi, chẳng hạn như à, quý vị mua một cái ngày hôm qua thanh việt có giới thiệu mua một cái à, xe hơi cũ, nha quý vị ở trên mạng người đó quảng cáo rồi họ bắt quý vị đóng tiền à, đặt cọc, nhưng rồi khi quý vị đóng đóng tiền đặt cọc đó thì à, cái người đó cùng với cái xe hơi là biến mất luôn mất mạng hết không thấy gì nữa vậy là cái người đó đi lừa cái gì quý vị đi lừa cái tiền đặt cọc đâu quý vị và quý vị không thấy cái xe hơi đâu vậy thì việt nam mình hay có câu gì quý vị tiền trao cháu múc ở đây thì tiền đã trao nhưng cháu chưa múc cháu đây là cái xe hơi rồi một trường hợp nữa quý vị um, đi uh, mua vé xem đá banh mua vé uh, chợ đen ở trên mạng thì uh, có một cái vị đó vị cũng muốn đăng uh, quảng cáo là tôi hai cái vé uh, giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển trung quốc uh, nhưng mà tôi không muốn đi xem nữa thì tôi bận công việc nên tôi bán cái vé này ra với cái giá cũng nhích trên cái giá th uh, chính thức có chút xíu thôi thì quý vị đặt tiền vào mua nhưng mà cái vé nó lại không đến chẳng hạn như vậy đó quý vị đó là những cái câu chuyện mà nó gọi là tiền đã trao nhưng cái vật mà ngược lại cho chúng ta nó lại không đến là cháo đã không có múc được trong cái mối quan hệ như thế này người ta gọi là con đường hai chiều tôi đưa tiền cho anh anh phải đưa lại cho tôi một cái món hàng và khi mà anh không đưa lại món hàng mà anh bỏ chạy anh lấy tiền tôi anh bỏ chạy thì nó gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản tài sản này có thể là tiền có thể là đồ đạc có thể là tài sản à, vân vân, những vị nhà cửa vân vân và vân vân Chứ không phải nhất thiết là chỉ có tiền Nhưng để dễ hiểu, mình đưa cái tiền ra Rồi, bây giờ mà dùng cái chuyện lừa đảo chiếm đặt tài sản Trong một câu chuyện từ thiện Nghĩa là sao? Đây là thanh việc không nói về câu chuyện mà quý vị gửi tiền à, Theo cái thời mà của à, chị Khang mà cứ la hét ở trên mạng đó quý vị À, nghệ sĩ An Giang Nghệ sĩ An Giang à, Nghệ sĩ là người trung gian Nhưng quý vị Thanh Việt không nói Câu chuyện từ thiện như vậy Ở cái vấn đề ngày hôm nay Thanh Việt chỉ có nói rằng Quý vị trực tiếp trao tiền Đến cho cá nhân hay tổ chức Mà quý vị muốn làm từ thiện Chẳng hạn Quý vị trao tiền Cho đồng bào miền Trung Ở một cái uh, Huyện Một cái làng nào đó Nhà quý vị Một cái huyện Một cái làng nào đó À họ đăng lên họ nói rằng cái làng nhỏ của tôi bị à, lũ lụt như thế này nhưng quý vị à, gửi hình ảnh như thế này thế nọ à, xin sự cứu giúp vì nó ở xa quá nên không có người đến được thì à, quý vị gửi tiền vào trong cái tài khoản đó nhưng mà thực sự cái làng đó thì có thiệt à, nhưng mà nó không gặp bão lụt à, nhưng quý vị không gặp bão lụt vậy là mình nói làm sao quý vị cái chuyện từ thiện như thế này nó khác với cái chuyện từ thiện ở bên à, với cái chuyện à, lừa đảo chiếm đặt tài sản ở bên trên nó là con đường một chiều nghĩ là sao quý vị quý vị thấy được một cái điều kiện nào đó của cái cá nhân vật tổ chức đó thì quý vị thấy hợp quý vị gửi tiền để làm từ thiện tức là con đường nó chỉ có một chiều quý vị sẽ không nhận lại cái gì từ cái người mà quý vị vừa mới đưa tiền nha quý vị ở đây cái cuộc giao dịch là không có nhận lại con đường chỉ là con đường một chiều và khi mà quý vị nghĩ rằng mình bị lừa, nha quý vị, không phải là mình không nhận lại cái gì thì mình kết luận là bị lừa, mà mình thấy được rằng cái thông tin, nha quý vị, mà cái điều kiện, nó chính xác là cái điều kiện mà mình đặt ra cho cái người nhận tiền đó, nó không đúng sự thật. Như quý vị, chẳng hạn như hồi nãy Thanh Việt nói rằng Cái huyện đó hay cái làng đó người ta bảo rằng Người ta bị lũ lụt à, Nhà cửa như thế này có chụp hình Nhưng cái điều kiện đó là không có lũ lụt một chút nào mới nhận được tiền nhưng quý vị cái cái làng đó không bị lũ lụt chỉ có lũ lụt thì chúng ta mới gửi tiền đó là cái điều kiện nhưng bây giờ họ gian trẻ họ không có lũ lụt mà họ làm như vậy như vậy là cái mối quan hệ giao dịch này nó chỉ là một con đường đường một chiều cho đi nhưng không nhận lại nó là từ thiện mà quý vị thì khi mà quý vị cảm thấy rằng mình bị lừa là ở lúc nào quý vị là quý vị thấy rằng cái lý do mà quý vị tặng tiền đó ở cái thời điểm đó đó quý vị cái lý do đó nó là lý do không được bảo đảm không được thực hiện cái điều kiện đó là không có nhưng mà quý vị bị lừa là cái điều kiện đó là có nhưng quý vị thì vậy thì trong một cái vấn đề như vậy đó quý vị mình vẫn đi tìm cái người mạnh thường quân khi mà người mạnh thường quân đứng ra tố giác thì họ phải nói rõ rằng họ cho tiền vì cái lý do gì? Vì à, bảo lục, vì cái người đó quá nghèo, vì à, những đứa trẻ đó đi à, à, xin ăn ở ngoài đường mà thấy nó khổ sở quá trong những quán ăn thì mình mới cho tiền. Là những gì mình thấy, những gì mình nghe thì mình mới cho. Đúng không quý vị? Nhưng mà sau này khi mình cho xong ở trong một quán ăn thì mình đi ra ngoài thì những đứa trẻ đó nó không phải là tàn tật hay những người đi xin ăn không phải là tàn tật mà họ bỏ cái nạm xuống họ đi bình thường thì cái đó là hành động đi lừa. Đúng không quý vị, với cái điều kiện mình chỉ cho tiền khi mình thấy người đó là bị tàn tật thì mình mới cho, mình thương. Nhưng bây giờ họ không phải nữa. Như quý vị, thì mình nghĩ rằng à mình bị lừa. Nhưng có những người nghĩ rằng tôi cho tiền không phải vì người đó tàn tật mà tôi chỉ muốn làm phước nhưng quý vị còn người đó sử dụng như thế nào đó là chuyện của họ Nhà quý vị họ sẽ gặp cái quả báo sau rồi tôi cho tiền như vậy nhưng quý vị bây giờ có một người mẹ ẩm một đứa con là giả bộ và quý vị cho tiền cái mẹ con đó thì quý vị nghĩ rằng tôi cho là tôi cho đứa bé nhưng quý vị tôi không phải tôi cho người mẹ tôi cho là tôi cho đứa bé tôi thấy cái tình cảnh như vậy thôi người ta hay ăn ủi lẫn nhau cũ đi thay người. Họ lừa mình cái đồng bạc đó, họ cũng không thoát được đâu. Đấy. Thì cái đó là loại tiền từ thiện. Như vậy, trong cái câu chuyện của gia đình họ Lê, khi mà những nhà mạnh thường quân đứng ra tố giác, họ phải nói rằng họ trao tiền vào thời điểm đó là vì mục đích gì? Không phải mình chứng minh được rằng giả tu giả chùa giả mồ côi mình chứng minh được điều đó thì mình nghĩ rằng vì là giả nên những người cho đó vì những mục đích này nhưng câu chuyện nó lại không phải là như vậy đúng không quý vị vì họ cho có khi là ngoài ba cái mục đích mà quý vị vừa mới chứng minh không phải chỉ đơn giản là vì mồ côi không phải chỉ đơn giản là vì chùa mà không phải chỉ đơn giản là vì đi tu ở Việt Nam hiện nay có hai mươi mấy ngàn ngôi chùa những cái gì có những chùa nghèo thật sự à, nhưng không được nhận tiền đó tùy duyên không được cúng dường không có biết bao nhiêu trại mồ côi đầy hết khắp nơi nhưng không có duyên không nhận tiền vì vậy không thể nói rằng cái đồng tiền mà cũng một mạnh thường quân gửi ra đều có mục đích như nhau là vì tôi thấy tội quá. Cái lý do này, thì các ông hàng xóm cũng gửi ra vì một cái lý do tương tự như vậy. Đâu phải nhất thiết như vậy quý vị, hoàn toàn không. Nên, không thể nào gọi rằng những nhà mạnh thường quân đó là những người bị hại khi mình không biết chắc chắn là họ trao tiền vì cái lý do gì. Họ trao tiền có thể là vì cái lý do là họ thích những đứa bé đó. Họ trao tiền là vì thích cái tài năng của những đứa bé đó. Thì bây giờ mình đi chứng minh rằng những đứa bé đó không mồ côi thì không có ảnh hưởng si nhê gì đến cái đồng tiền mà họ trao tặng. Giờ Thanh Việt nói tiếp cái chuyện mà giả trẻ mồ côi. Ngày hôm qua Thanh Việt đã nói cho quý vị rồi. Hiện nay thì ba cái điều mà cơ quan công an tỉnh Long An đang muốn chứng minh và đã chứng minh xong. Thanh Việt nghĩ rằng họ đã chứng minh rồi. Họ có thể khởi tố, à, họ có thể truy tố kết luận điều tra, làm một bản kết luận điều tra. Nhưng cái điều mà họ chưa có thể viết được kết luận điều tra là vì họ không biết được tổng số tiền hay là của mỗi cá nhân nhận là bao nhiêu, nên họ không có biết truy tố theo cái khung hình nào. Còn cái điều cái lý do mà họ cho rằng họ có thể truy tố thì quý vị đã thấy rồi. Giả chùa, giả sư và giả nuôi nơi nuôi trẻ mồ côi thân việc lấy trực tiếp từ ba cái chữ này từ trong cái thông báo hoàn toàn không chế hoàn thành không thêm giả chùa giả sư giả nuôi trẻ mồ côi ngày hôm qua thì thân việc chứng minh cho quý vị thấy Nha quý vị nuôi trẻ mồ côi mà giả bộ rồi mạnh thường quân tức giận là với điều kiện nào thưa quý vị đầu tiên ba cái điều ở bên trên là sự thật với đầy đủ bằng chứng thuyết phục tức là giả chùa giả sư giả nơi nuôi trẻ mồ côi phải là có bằng chứng để chứng minh nó là giả bộ đây là cái trách nhiệm của cơ quan điều tra và tố tụng thanh việt nghĩ rằng họ đã có họ đã có câu kết luận là ở gia đình họ lê có đầy đủ ba điều này ngày hôm nay thì thanh việt sẽ, chưa, sẽ giải thích cho quý vị làm sao mà để chứng minh một cái nhà một ngôi chùa là giả làm sao để chứng minh được một vị đi tu là giả sau khi mà có được ba điều này là cái điều kiện đầu tiên nhờ quý vị có đầy đủ bằng chứng thì cái kế tiếp đó quý vị người ta phải chứng minh tiếp là gì ít nhất một trong ba cái điều bên trên là cái lý do mà mạnh thường quân trao tiền vào cái thời điểm đó và đây là trách nhiệm của mạnh thường quân chẳng hạn thanh việt đưa tiền trao tiền cho gia đình họ lê này vì thanh việt thích những đứa bé đó không phải là vì nó mồ côi hay có cha hoặc có mẹ sống cùng mà thanh việt chỉ thích những đứa bé mà cũng chẳng vì tài năng thì thưa quý vị rất là nhiều trường hợp như thế này hoặc là quý vị trao tiền cho tỉnh thất cho gia đình họ lê vì một lý do đơn giản Quý vị thấy những cháu bé đó dễ thương và có tài Trên TV Thì quý vị trao tiền Chào quý vị, quý vị trao tiền Bởi vì thật sự Có những đứa trẻ mồ côi Nhưng mà quý vị cũng chưa chắc là cho nhiều như vậy Nó có nhiều yếu tố cộng lại Không chỉ mỗi mình là có tài Mà có tài thì phải có mồ côi à, Có cái sự ngoan ngoãn Nó rất là nhiều yếu tố Bây giờ chỉ có chứng minh được một yếu tố rằng đây không phải là một côi thì cũng chưa để nói lên rằng à, những người mạnh thường quân này đi trao tiền chỉ vì một lý do là một côi. Nếu điều kiện thứ nhất là đúng mà không có điều kiện thứ hai có nghĩa là sao quý vị? Nếu điều kiện thứ nhất là ba cái chuyện mà cơ quan công an tỉnh Long An đã nêu ra giả chùa, giả sư, và giả mồ côi là đúng. Nhưng đó không phải là cái lý do mà Mạnh Thường Quân trao tiền. Thì câu kết luận chỉ là gia đình họ Lê lừa dối. Nghe quý vị, lừa dối. Chỉ có thế thôi. Còn nếu mà điều kiện thứ nhất là đúng và điều kiện thứ hai cũng đúng, nghĩa là gì? Ba cái chuyện giả chùa, giả sư, giả nuôi trẻ mồ côi là đúng. Cộng với đó là những cái lý do mà Mạnh Thường Quân trao tiền. Thì lúc đó mình mới kết luận được rằng gia đình họ Lê lừa dối mạnh thường quân để chiếm đoạt tài sản. Đây là cái chuyện mà chúng ta phải nói rõ ràng tại một phiên tòa. Khi mà tất cả những điều kiện này được thỏa đoán, cho quý vị, thì chúng ta mới kết luận được gia đình họ Lê đi lừa dối mạnh thường quân để chiếm đoạt tài sản. Còn nếu chỉ có điều thứ nhất mà không có điều thứ hai, có nghĩa là mạnh thường quân cho tiền không vì là đây là chùa, không vì đây là sư, không vì đây là mồ côi. Thì chúng ta chỉ kết luận được một câu, gia đình họ Lê lừa dối. Thiếu mất cái chỗ chiếm đặt tài sản. nhưng quý vị. Đó là những điều mà cần phải phân biệt rõ ràng. Nói như vậy, không có nghĩa là à, cái ông này ông đang đi ngược lại đường lối của cơ quan công an tỉnh Long An. Ông này chắc là ông đang phản động đây nè, ông gây chia rẽ Quý vị, đây là nói trên luật pháp. Rõ ràng là như vậy. Hàng thang không bên ai, không đứng về phía bên nào. Đây là những cái điều mà phải chứng minh đầy đủ thì mới có thể đưa ra cái câu kết luận. Thì ngày hôm qua Thanh vì có, có giải thích quý vị rằng bên cơ quan công an tỉnh Long An họ chứng minh cái chuyện mà những đứa trẻ đó không phải là mồ côi như thế nào. Ai cũng biết rồi. Họ chứng minh là họ dùng cái kết quả ADN từ kết quả ADN, họ nói rằng có cha hoặc có mẹ sống chung. À, như vị có cha hoặc có mẹ sống chung. Như vậy, nếu có cha và có mẹ sống chung, thì không phải là mồ côi. Mà không phải là mồ côi là lừa dối chiếm đoạt tài sản. Thì ở đây, Thanh Việt chỉ có thư rằng ở cái chuyện mà lấy kết quả ADN để nói rằng à, những đứa bé đó có cha hoặc có mẹ sống chung, thì cái đó nó quá dễ dàng. Nó có gần như là 100%, 99,99% ,99 là có thể kết luận được từ kết quả ADN. Rồi sau đó kết luận luôn là không phải mồ côi. À, cái này thì Thanh Việt có giải thích rằng không đơn giản. Mà phải chứng minh tiếp một cái điều kiện nữa là cha mẹ sống cùng nhưng không có đủ cái điều kiện để chăm sóc, nuôi dưỡng đó. cho những đứa bé đó. Nhưng quý vị, Mà khi mà không có đủ điều kiện để chăm sóc nuôi dưỡng Cho dù sống cùng Vẫn gọi là mồ côi Rồi sau khi Mà chứng minh được Đây là những đứa trẻ không phải mồ côi Thì cũng chưa có thể kết luận rằng Lừa dối để chiếm đặt tài sản Mà chỉ kết luận được một câu Là gia đình họ lê lừa dối xã hội Chứ chưa có chiếm đoạt tài sản Họ nói xạo, họ nói láo Chỉ có thế thôi còn để chứng minh được rằng có lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không thì Mạnh Thường Quân mới là người trả lời. Nhà quý vị. Như thay việc trình bày, cha mẹ sống cùng nhưng không thể nuôi dưỡng thì vẫn xem những đứa bé này là mồ côi. Bao một cái chuyện nữa mà để chứng minh được rằng mồ côi cái chỗ đó cái gia đình đó là có nuôi trẻ mồ côi hay không thì câu hỏi phải được đặt ra mà chúng ta cần đáng phải suy nghĩ là bao nhiêu phần trăm những trẻ em trong đó à, trong cái gia đình họ lê đó có cha hoặc có mẹ sống cùng 10% tức là 10 em thì có một em là có cha mẹ sống cùng vậy thì quý vị có kết luận rằng đây là cái nơi không phải nuôi trẻ một cô hay không hay là chúng ta phải đợi đến năm em có cha mẹ sống cùng năm em không có cha mẹ sống cùng thì lúc đó chúng ta mới kết luận hay là 60% thì chúng ta mới kết luận được đây là những cái câu hỏi những cái điều kiện mà có thể rằng không có ở trong bộ luật hình sự mà nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào phiên tòa vào tranh án vào cái kết luận và sự tranh cãi của các luật sư vì khi mà chúng ta đưa tiền chúng ta gửi vào trong cái gia đình họ lê đó chẳng hạn như vậy để nuôi những đứa bé đó mà giải dụ chúng ta vẫn nói rằng chúng ta gửi tiền vì chị em đó là mồ côi thì bây giờ phân tích ra thì có những đứa bé không phải mồ côi ví dụ chỉ có một đứa là có cha mẹ sống cùng vậy thì chúng ta có cảm thấy rằng 10 đồng chúng ta gửi vào một đồng nuôi cho cái bé mà không phải mồ côi 9 đồng còn lại nuôi cho những đứa bé mồ côi thì chúng ta có cảm thấy rằng mình bị lừa bịp không quý vị? đối với thành việc là không. Khi mà cái đồng tiền của chúng ta gửi vào mà đại đa số các em ở trong đó không có có cha mẹ sống cùng, xin lỗi quý vị, đại đa số các em ở trong đó có cha mẹ sống cùng thì mới kết luận được rằng đồng tiền của chúng ta đã bị lừa. Nếu chúng ta đi theo con đường cho tiền là vì một côi. Thế vừa phân tích rất là rõ ràng để quý vị hiểu được một cái câu hỏi rằng thế họ có đi lừa bịp không? Thế họ có đi lừa bịp không? thế họ có đi lừa bịp chiếm đoạt tài sản không hai câu hỏi hoàn toàn khác nhau câu hỏi đầu tiên họ có đi lừa bịp hay không thì cái này phụ thuộc vào cái kết quả adn và những cái điều kiện phụ nhưng câu hỏi thứ hai thì hoàn toàn khó hơn có đi lừa bịp để chiếm đoạt tài sản hay không nhưng quý vị thì cái này nó phụ thuộc vào mạnh thường quân họ cho tiền vì cái gì nếu họ cho tiền vì ba cái mục đích ba cái câu chuyện vừa rồi và đã được chứng minh là giả mạo hết thì đó là câu chuyện à, đi lừa bị chúng ta tài sản còn nếu những người mạnh thường quân cho tiền không vì không phải vì cái mục đích trên vì là chùa vì là sư vì là nuôi trẻ mồ côi thì không thể nào kết luận đây là một sự lừa đảo và bao nhiêu phần trăm thì mới kết luận được đây là lừa đảo bao nhiêu trẻ em ở trong đó là mồ côi thật sự thì mới kết luận được rằng ở đây thực sự là mồ côi, chạy mồ côi. Trong một cái trại mồ côi mà chỉ có 10% là trẻ mồ côi, 90% là trẻ không mồ côi thì cái trại đó không thể nào nói là trại nuôi trẻ mồ côi. Trong một cái trại mà 10% là không mồ côi, 90% là mồ côi thì chắc chắn chắc chắn quý vị sẽ nói rằng đây là trại mồ côi. Đúng không, quý vị? Vì vậy, không chỉ đơn giản nói một câu rằng ADN đã cho rằng có cha mẹ sống cùng thì nói ngay lập tức là không phải mồ côi bao nhiêu trẻ nhưng cái gì bao nhiêu trẻ ở trong đó nữa phần trăm bây giờ mình tạm gác qua cái chuyện mà chứng minh mồ côi hay không mồ côi hay là cái đó là cái nơi nuôi trẻ mồ côi hay không Bây giờ chúng ta chuyển sang hai cái tội danh còn lại mà theo cơ quan công an huyện tỉnh Long An họ kết luận đối với các thành viên của bên gia đình họ Lê này. Thứ nhất là giả chùa hay còn gọi một cách dễ nhận đó là mạo nhận là chùa. Thưa quý vị, nếu quý vị nhớ gia đình họ Lê tự đặt cái tên là Tịnh Thất Bồng Lai. Rồi đến đầu năm 2020, họ đổi thành là Thiền Em bên bờ vũ trụ. Chưa bao giờ thành việc nghe chính thức được lặp lại nhiều lần là đây là chùa Bồng Lai, mà là Tịnh Thất Bồng Lai, chứ chưa có phải là chùa Bồng Lai. Nhưng quý vị, vì vậy không thể nào nói rằng họ giả chùa được tự vì họ đâu có tự gọi mình là chùa và bây giờ quý vị chứng minh được họ không phải là chùa thì quý vị lại đi nói rằng họ đang mạo nhận là chùa họ chưa bao giờ nói là họ là chùa mà đúng quý vị chẳng hạn mà chúng ta một cái người ngoại quốc đó người ta nói rằng người ta à, nhìn thấy giống người ngoại quốc quá giống từ ở, ở, ở người người tây phương quá thì chúng ta đi tìm hiểu và mới đầu chúng ta ngộ nhận là đây là người tây phương nhưng rồi sau mới biết rằng đây là những người lúc trước là à, trẻ em con lai à, có mẹ là người việt có cha là là người ngoại quốc Rồi chúng ta nhầm tưởng đây là người ngoại quốc 100% mặc dù họ chưa bao giờ họ nói họ là ngoại quốc 100% chỉ vì họ nhìn giống như vậy thì chúng ta kết luận rằng họ đã lừa dối chúng ta họ là trẻ em việt nam có mẹ là người việt có cha là người nước ngoài nhưng vì họ giống người nước ngoài quá nên chúng ta nghĩ rằng họ là người nước ngoài Và sau đó họ mình kết luận rằng lừa dối lừa dối thì câu chuyện ở đây cũng vậy cái gia đình họ Lê này, họ chưa bao giờ họ nói rằng họ là đến từ Chùa Bồng Lai. Họ chỉ gọi họ đến từ tỉnh thất rồi thiền an. Và trong hai cái lá đơn tố giác của giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và của ông Thảo, thì những người này yêu cầu cơ quan công an tháo bỏ các cái tôn tượng và các cái công trình kiến thức, kiến trúc liên quan đến Phật giáo đã được xây dựng ở trong cái căn hộ này. Và quý vị đã thấy rồi, trong những cái lá đơn này đề như vậy, nhưng tại cái phiên tòa 331, trong cái kết luận về năm tù, còn có những cái điều mà phải đóng tiền lệ phí của tòa án, thì không có cái điểm đưa ra để tháo bỏ các cái tôn tượng và các công trình kiến trúc. Tại vì không thể nào làm được, thưa quý vị, không làm được. Một ngôi nhà tư nhân họ có thể để tượng ở trong đó. Miễn sao họ không xây cái tượng dán chặt xuống mặt đất, dán chặt vào cái bức tường thì xi măng. Thì mình không thể nào cho rằng nó ảnh hưởng, nó thay đổi cái mục đích sử dụng của căn nhà đó. Và mình yêu cầu đây là đất tôn giáo. Và không biết quý vị có biết rằng một ngôi chùa nha quý vị. Một ngôi chùa được xây dựng và nằm ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thì cái người đứng tên sổ đỏ không thể là người chủ trì được. Mà cái tài sản đó là thuộc của giáo hội, nếu là thành viên của giáo hội. Thầy xin được lặp lại. Khi một ngôi chùa là thành viên của giáo hội thì cái tài sản đó là thuộc giáo hội. Chứ nó không phải thuộc của cái người chủ trì Và cũng chẳng thuộc của Phật tử Mặc dù cái người làm chủ thật sự Đó là các Phật tử đã đóng góp vào cho ngôi chùa đó Nhà quý vị Không phải của người chủ trì Mà cũng không phải của giáo hội Nhưng à, theo cái bản hiến pháp Thì tài sản của các chùa Mà là thành viên của giáo hội Là tài sản của giáo hội tịnh thất thiền em là những cái danh từ mà chúng ta nghe qua thì chúng ta kết luận rằng đây là đạo Phật. Thưa quý vị, chỉ có cái từ đầu tiên đó là tịnh thất. Tịnh thất theo định nghĩa của giáo hội, cái hiến chương đó quý vị, thì những nơi đây là một cái tự viện bao gồm chùa, tổ đình, tỉnh xá, thiền viện, tu viện tịnh viện à, tịnh thất và niệm Phật được đây là cái lý do tại sao mà để tránh bị cho rằng đây là một tự viện tự viện thì phần lớn là phải thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam nên ông à, Vân đã đổi từ tịnh thất sang thiền em và thiền em theo định nghĩa của hiến chương Phật giáo Việt Nam về tự viện thì hoàn toàn không có nằm ở trong danh sách của tự viện, nhưng cái vị thì em không phải là tự viện thuộc phật giáo. Hai bị hại trong vụ án 331 gồm cái ông chủ trì ông Thảo và giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Họ đã công nhận đây là một nhóm tu tại gia, có nghĩa là một căn hộ gia đình sinh sống cá nhân, mà nếu mà một gia đình căn hộ cá nhân như vậy thì không thể nào gọi là chùa tại việt nam chúng ta chúng ta có thể thấy tại nước ngoài vì cái uh, đất đai khó khăn uh, giá tiền cao chúng ta không mua sắm được thì chúng ta dùng cái nhà rồi biến thành một ngôi chùa thành vì có nghe kể như vậy à, thì cái đó có thể là một căn nhà được biến đổi thành một cái chùa mặc dù ở bên ngoài nó giống như một căn nhà đó là vì À, nó giống như là một cái em vậy quý vị Chứ không phải gọi là chùa được Nhưng quý vị Hay tịnh xá cũng được Chứ không phải là chùa Căn hộ này đối với vị Căn hộ của gia đình họ Lê đó Họ không có mở cửa Cho thập phương ba tánh vào sinh hoạt Phật giáo Họ không có mở Họ không có hoạt động đại trà Và đây là những cái lời mà được nhận định Từ những người sống xung quanh đã được chiếu lên trên mạng xã hội rất là nhiều họ cho rằng cái thiền em này sinh hoạt độc lập riêng biệt là một cái cá thể không có sinh hoạt cùng với những người dân ở chung quanh vì đây là một cái căn hộ bình thường chùa đó quý vị thì phải mở rộng cửa cho bá tánh vào sinh hoạt ở đây thì họ không mở vì họ không phải là chùa mà nếu mà không phải là chùa thì mình không thể bảo là họ giả chùa được họ không thể nào là giả nếu họ không nói rằng họ chính là người như vậy và chính cái nơi này cũng đã được cơ quan ban ngành của long an không công nhận là một nơi có đầy đủ tiện nghi vệ sinh như cái chùa của những người bị hại nhưng quý vị mà một nơi chưa đầy đủ vệ sinh để sinh sống một cách bình thường thì làm sao mà làm chùa được thưa quý vị không được nên không thể nào nói đây là giả chùa nhưng quý vị chùa ở việt nam không nhìn như vậy và chùa ở việt nam một cái tự viện tại việt nam cũng không nhìn như vậy một cái ngôi chùa ở tại một cái thành phố nhỏ tại nước ngoài thì có thể nhìn như vậy nhưng tại việt nam thì đó không phải là một ngôi chùa từ cái dáng dấp ở bên ngoài nhưng quý vị cũng không phải luôn chưa nói về cái cung cách hoạt động của họ về thiền em không sinh hoạt Phật giáo 100% họ có những cái phản phất giống như Phật giáo nhưng họ không phải Phật giáo 100% tại sao thưa quý vị tự vì một ngôi chùa bình thường không bao giờ tổ chức mừng Giảng sinh ngay trong chùa nha quý vị nên nếu mà họ cố tình giả đó quý vị thì chắc chắn họ sẽ không tổ chức giáng sinh đâu và chiếu lên trên mạng đâu cái này họ đã tự công nhận rằng mình không phải là chùa quý vị có thấy một ngôi chùa nào tại việt nam mà tổ chức nha quý vị có cây noel mặc đồ như ông già noel vào ngày giáng sinh không quý vị chắc chắn là không vì vậy, những người này hoàn toàn không có bị cái áp lực là che giấu khi mà họ tổ chức mừng Giáng sinh. Nghĩa là gì quý vị? Nghĩa là họ không phải Phật giáo 100%. Mà không phải Phật giáo 100% thì họ đã công nhận họ không phải là chùa. Mà họ công nhận họ không phải là chùa thì không thể nào nói họ giả chùa được. Nhưng quý vị. Đó là cái câu chuyện mà để làm sao để tự nhiên nói họ là giả chùa. Thì đó là một cái câu chuyện mà thân vị không biết được rằng những người bị hại đang nghĩ gì khi cho rằng một cái ngôi chùa mà lại tổ chức Giáng sinh mà mình cũng đi theo mình nói rằng họ giả chùa. Họ chưa bây giờ họ công nhận họ là chùa. Họ chỉ nói họ rằng thiền em. Mà thiền em thì không phải là định nghĩa của một tự viện của Phật giáo vậy thì họ đã đứng ra cách biệt hoàn toàn giống như là mình chạy sang một cái ngôi nhà thờ một cái nhà thờ rồi mình nói họ rằng ủa sao trong này à, à, lại nó không giống vậy, nó giả chùa như vậy từ vì họ gọi họ là nhà thơ mà cũng như ở đây họ gọi họ là thiền em cho phải họ gọi là chùa bồng lai đó hay chùa bên bờ vũ trụ đâu và cái cách sinh hoạt của họ cũng không thể nào gọi là Phật giáo được. Nó chỉ phản phất có những cái yếu tố mình nhìn vào. Mình giống như là mình nhìn từ đấy giếng mình nhìn lên, mình thấy cái bầu trời xanh. Thì mình bảo hôm nay trời xanh, nhưng những phần còn lại mình không thấy. Thì nó là đen ngòm rồi. Đúng không quý vị? Nên nhìn, nhìn cho kỹ, nhìn cho rõ. Nhìn mọi góc, nhìn mọi hướng, nhìn trên, nhìn dưới, đừng cắt đoạn câu chuyện phần chóp của chương trình. Thanh Việt muốn trao đổi với quý vị giả sư và thế nào là giả sư hay thế nào là sư thật? Trước khi nói về cái câu chuyện này chia sẻ về chuyện này thì Thanh Việt xin được uh, uống một tí nước. Thưa quý vị là sức khỏe uh, cũng không được tốt nên là uh, À, thân việc à, làm cái chương trình này trước à, vào à, ngày hôm qua rồi nên là à, chiếu lại à, mong rằng à, nó cũng à, cập nhật đúng cái tin tức à, cho quý vị biết và quý vị nào à, chưa bấm nút like thì xin mời quý vị nhớ bấm nút like và nhất là để lại những lời bình luận về ba cái câu chuyện giả sư giả chùa giả nơi nuôi trẻ mồ côi Giờ quý vị giả nơi nuôi trẻ mồ côi và giả mồ côi là hai câu chuyện khác nhau giả mồ côi hay là mồ côi thì đưa qua cái câu chuyện ADN giả nơi nuôi trẻ mồ côi không dễ bao nhiêu phần trăm phải tính phần trăm bây giờ mình trở lại câu chuyện giả sư thưa quý vị là trong ngôn ngữ Phật giáo đó quý vị sư là chỉ người tu hành vì chúng ta thấy thường nghe nè thiền sư nè ông sư nè Sư bà nè, sư ông này, nhà sư nè Đúng không, quý vị Thì sư hầu như là nói về Cái người đại diện Cái người đang đi tu Của Phật giáo Mà thay vì hồi này có thưa chị của quý vị rồi Những người này không phải là 100% là Phật giáo Nên họ không thể nào giả sư được Đó là cái câu đầu tiên Họ không phải 100% là Phật giáo Nên sao họ bảo Họ là sư được quý vị Tại sao mình lại tăng lên cho họ sư được? Như vậy là tự mình đã chấp nhận rằng những nhà sư này họ có thể tổ chức ngay trong chùa ngay trong cái nơi mà họ tu hành sinh nhà Giáng sinh Đức Chúa ra đời được Như vậy là mình đã công nhận điều đó là đúng là quý vị Và những người ở trong thiền em Đã không hoàn toàn muốn che giấu chuyện này và họ đã khẳng định, gián tiếp cho chúng ta, họ không phải là Đạo Phật 100%. Như vậy thì những người bị hại từ ở giáo hội và từ cái vị chủ trì đó, không hiểu vì lý do gì, lại trở nên là à, à, sân si như vậy. Khi mà cho rằng, à, mặc dù à, họ tổ chức Giáng sinh như vậy, nhưng tôi vẫn công nhận Họ là nhà sư à, Những người tu tại gia Như vậy là chúng ta đã công nhận rằng Đạo Phật của chúng ta có, có quyền ngay trong chùa Mà tổ chức Giáng sinh không quý vị Và họ những người này họ hoàn toàn không giàu Hoàn toàn không giàu Nên không thể nào cho rằng Đây là những nhà sư giả Tại vì họ không phải là nhà sư Nên họ không cần phải giả Họ không che giấu cái điều đó Cũng như là ông Lê Tùng Vân Ông hay nói với mọi người Hãy gọi ông là thầy ông nội Hay ông tự xưng ông là thầy ông nội Trong các cái đoạn video clip Quý vị có bao giờ nghe Chính người này nói rất là nhiều lần Cái pháp danh của ông ta không quý vị Hoàn toàn là không Ông ta xưng là thầy Rồi các người khác xưng là thầy ông nội Rồi cái pháp danh thích tâm đức trong cái thời gian mà gia đình này vi phạm là từ năm 2019 đến 2021. Toàn bộ cái vụ án 331 và những cái vụ án kế tiếp liên quan đến những cái câu chuyện của năm 2019, 2021. Ông này chưa bao giờ tuyên bố rằng ông có pháp danh là Thích Tâm Đức trong các cái đoạn video clip hay trong các sinh hoạt hàng ngày tôn giáo các cái bài đưa lên trên mạng xã hội. Của chính các thành viên trong gia đình họ lên Hôm nay chỉ tự xưng rằng Ông là ông thầy ông nội Thầy ông nội Và quý vị Biết rồi Trong Phật giáo Chưa có một vị thầy nào gọi là thầy ông nội Hay thầy ông ngoại Hay thầy ông hai ông ba gì được Không có nữa nha quý vị Chỉ có thầy thôi Hay là gọi cái tên pháp danh Của thầy À Thích uh, gì đó Nhưng quý vị Kế tiếp Ông này chưa bao giờ thọ giáo Thọ giới Trong một cái tự viện Phật giáo Nên ông này không có tuổi Phật đạo một chút nào Không có tuổi đạo Nên là không biết quý vị nào Lại dán cho người ta một cái tên Là Đại Đức Là Thượng Tòa Là Hòa Thượng Quý vị thấy rằng à, một thời gian báo chí rồi trên mạng xã hội thấy một người lớn tuổi tự mặc áo nâu sòng mà lớn tuổi thì nghe đâu đó là hòa thượng nên gọi là hòa thượng luôn. Nè quý vị, gọi là hòa thượng luôn. Thì cái đó là mình đang nhét chữ nhét cái danh xưng vào miệng của người ta. Nhưng quý vị, khi mà gọi hòa thượng là người ta phải có tuổi đạo ngoài cái tuổi đời thì tự nhiên lớn tuổi đạo thì phải lớn tuổi đời chứ không thể nào lớn tuổi đạo mà lại nhỏ tuổi đời được nó đi song song nhưng không phải lớn tuổi đời là lớn tuổi đạo những người lớn tuổi mới đi tu thì cái tuổi đạo rất là thấp rất ít nhưng quý vị còn đã đi tu nhiều năm có tuổi đạo nhiều năm thì chắc chắn phải lớn tuổi Ông Lê Tùng Vân này chưa bao giờ được thọ giới trong một cái tự viện Phật giáo hoàn toàn. Nên ông không có tuổi đạo. Ông không phải là nhà sư. Nên ông không cần phải giả sư. Một vị thầy thì không thể nào tự xưng phải nói với mọi người là tôi là thầy ông nội. Thì chắc chắn không phải đạo Phật thưa quý vị. Mà không phải đạo Phật thì tại sao bảo người ta là giả sư? Các cái người thanh niên, họ Lê Thanh cũng vậy. Họ đâu có gọi là sư Lê Thanh ABC Họ gọi là thầy Lê Thanh BC mà quý vị Và trong đạo thiên chúa giáo Cái danh xưng gồm có cha, thầy Sơ, đức ông, đức cha Đức khổng y, đức thánh cha Vì vậy cứ gọi bằng thầy Như quý vị thì chúng ta kết luận rằng Ồ đạo Phật Nhưng thưa không Thầy còn có thể là đạo thiên chúa giáo trong Phật giáo người ta xưng hô bằng thầy và pháp danh Nhưng quý vị, ví dụ thầy uh, Thích Phước Tiên yeah. Nhưng quý vị, thầy rồi tính pháp danh Chứ không có thầy rồi uh, tinh tục Chẳng hạn như uh, thầy Đinh Thanh Việt Thầy Lê Thanh ABC Không có chuyện đó hay gì lúc mà người ta gọi như vậy và người ta đã trở thành một cái tên mà hầu như trên báo chí đều gọi như vậy và người ta cũng tự xưng như vậy. Thế mà quý vị vẫn cho rằng họ là thầy đó, thầy đó. Nhà sư đó, nhà tu đó. Thế là tự quý vị gọi. Tự những người đi đánh phá gọi. Rồi rồi tự họ đi kết tội luôn. Đó là chuyện lạ. Thầy trong Phật giáo Ví dụ thì có thầy à, Mình gọi là thầy thích Phước Tiến Như quý vị Thầy à, thích Chí quảng Chứ không bao giờ gọi tên tục Là thầy à, Lê Thanh ABC Thầy à, Đinh Thanh Việt Không những chuyện đó nhưng quý vị gọi thầy thì phải gọi Pháp danh Chứ không gọi tên tục người ta ra thì chỉ có những cái đạo Không phải đạo Phật Thì người ta mới làm như vậy Và nếu không phải đạo phải đạo Phật Người ta đã không có che giấu Thì tại sao mình lại dán vào cho người ta là Phải theo đạo Phật phải theo đạo Phật Một người cạo chọc đầu Và mặc áo cà xe Xin lỗi quý vị áo nâu sòng Ngay cả áo nâu sòng đi xin lỗi quý vị Áo nâu sòng cho phải cà xe Áo nâu sòng thì có phải đủ để gọi là nhà sư không quý vị? Là thưa không, một người chào tập đầu mặc áo nâu xong thì chưa phải gọi được là nhà nhà sư. Chúng ta không thể nào chúng ta thấy Đức Phật đã dạy chuyện gì quý vị. Thấy như vậy. Thấy cái sắc như vậy. Nhưng mà nó là không. Không không sắc sắc. Không phải. Thấy không chưa đủ. Nó còn nhiều điều kiện để mới trở thành là một tỳ kheo. Chứ không phải ai cạo đầu, ai mặc áo nâu sòng vào thì được xem như là một quý thầy. Hoàn toàn sai. Sai hoàn toàn nha quý vị. Những người trong gia đình họ Lê có một tín ngưỡng mà theo thanh Việt họ tự sáng lập hoặc là thay đổi và vận dụng dựa trên một cái căn bản giáo lý của một đạo khác. Và đạo khác đây có thể là đạo Phật. Tôn giáo của họ có thể là không được công nhận vào trong cái danh sách tôn giáo được nhà nước cho phép vì họ chưa có được đăng ký. Nhưng không có nghĩa là họ giả tu hay là giả sư. Chắc chắn họ không thể nào giả sư được vì không phải đạo, đạo Phật. Ở đây thì mình nói rằng tôn giáo của họ chưa được đăng ký thì mình kết luận là họ giả tu và quý vị đâu phải đâu phải. Thanh Việt vừa mới trình bày cho quý vị những cái điểm khi mà chúng ta nghe những cái lời kết luận rồi chúng ta hỏi ngược lại một người khác hay là hỏi ngược lại chúng ta, Ủa vậy cuối cùng có giả sư không? Câu trả lời rằng họ chưa bao giờ họ công nhận họ là sư thì không thể nào gọi họ là giả sư được. Họ chưa bao giờ công nhận cái nơi, cái căn hộ của họ là chùa, là tự viện. Thì không thể nào nói rằng họ giả tự viện, giả chùa được. Chùa Bồng Lai là chúng ta tự gọi. Một báo chí, số báo chí đã lầm tưởng và gọi đó là chùa Bồng Lai. Ở đó không có tên chùa Bồng Lai. Lúc đầu có tên là Tịnh Thất. Nhưng năm đầu năm 2020, không muốn được xem là tự viện nên người ta đổi thành là thiền em thiền em thì không có trong định nghĩa của một tự viện phật giáo tương tự như vậy những người này có cách xưng hô rất là lạ không có trong bất cứ một cái ngạch nào cái nhánh nào của phật giáo cả chẳng có bao giờ ở một ngôi chùa có một người gọi là thầy ông nội, thầy ông ngoại, thầy ông ba, thầy ông tư. Chẳng có một vị thầy nào mà gọi là thầy rồi tinh tục của mình vào cả. Đó là một sự bất kinh nếu là đạo Phật thật sự. Nhưng quý vị, chỉ có là thầy và pháp danh, thầy thích trí quản. Nhưng quý vị, đó là những cái câu chuyện mà Thanh Việt muốn chia sẻ với quý vị. Và mong rằng quý vị nhìn một câu chuyện ở nhiều góc hướng khác nhau không có đơn giản để hỏi những câu rằng thế họ có đi lừa bịp hay không. Họ có thể là đi lừa bịp về tin tức nhưng thiếu cái chữ chiếm đoạt tài sản. Lừa bịp chiếm đoạt tài sản là hai vế câu chuyện hai điều kiện hoàn toàn khác nhau. Thưa việc xin tạm dừng chương trình ở đây và xin kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. I love you all.